Bài này hay mà buồn nhỉ? Cảnh đẹp quá ha. Mày đưa tao tới đây làm gì? Mày kêu vợ của mày á, né xài bé yêu của tao ra. Là sao nữa thằng khùng này? Đi, thả ra coi. Sao mày đánh tao? Địch tới. Địch cái... chạy đi. Ui. Gia Hòa, em đói bụng không? Mày đi ăn nha. Sao hai người tới được đây vậy? Mua chuột bảo vệ trường em đúng không? Không có. Bố anh có cổ phần ở đây mà. Lạm dụng chức quyền thì một chút chút thôi. Bớt khoe khoang đi. Gì nữa? Anh thề, ở đây có trời, có đất, có Thiên Bảo, có Dinh Huy. Ê, đừng có lôi em vào, em không có liên quan đâu đấy. Vậy thì ở đây có trời, có đất, có Thiên Bảo, liên quan gì tới tao? Mày không có quyền ý kiến. Anh hứa với em, anh đã thay đổi thật rồi. Không tin, em hỏi anh Bảo mà xem. Anh đã cố gắng thay đổi rất nhiều, đúng không Bảo? Ờ, đúng. Đó, thấy chưa? Anh với nó bây giờ hả? Không có tình cảm gì hết trơn á. Bây giờ anh chỉ thích mỗi mình em thôi. Anh với anh ta chung một ruột, hai người bảo vệ lỗi lầm cho nhau thì sao? Lấy tư cách là sếp cũ của em, anh khẳng định Hà Lâm đã thay đổi rồi. Em yên tâm, anh đứng về phía em từ đầu tới cuối. Anh nghĩ là em cảm nhận được, có đúng không? Hai người hợp tác bắt nạt bạn tôi. Không có, tụi anh không có đâu. Em nghĩ anh rảnh hả? Vậy thôi, bọn em đi học. Chào các anh. Gia Hòa, anh sẽ không bỏ cuộc đâu, chờ anh nha. Mày đừng có nhìn nữa, mất giá hết. Ừ, tao không thèm. Lẹ lên. Giờ sao? Chuyện của mày mà. Cái thằng này.